Hi, welcome back to my channel, Stars Critical, Slender the Silver. Let's go. Okay, let's go. Các bạn sẽ phải vào từng căn phòng một, sau đó thì sẽ tìm kiếm những quyển sách, và khi đủ 8 quyển sách lúc đó thì các bạn sẽ hoàn thành cái tựa này. Ok. Sách rồi. Let's go. Sau đó thì các bạn sẽ quay về vị trí ban đầu. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang được cái tiếp theo. Slenderina chi đây. Thank you.
Okay, let's go. See you. Rồi sau đó thì các bạn sẽ quay lại và tiếp tục đi đường hầm này, sau đó tiếp tục cánh cửa tiếp theo. Các bạn sẽ lắp món đồ này vào để đường điện hoạt động. Ok, và tiếp tục đi sâu vào. Let's go. Let's go. Okay, I help you. Follow me. Zofia.
所以把这个 details send 给 Ria Freeverson， Let go。我这都三个嘛，对不对 ？OK。Cái này thì các bạn sẽ phải đi tìm kiếm tất cả 8 màu giấy và khi đó thì các bạn sẽ hoàn thành được con này. Các bạn sẽ lấy được chiếc chìa khóa và xuống dưới tầng hầm của nhà này. Ok, cứ như thế và các bạn sẽ hoàn thành nhau. Rồi, bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo, Slenderina The School. Let's go. Thank you.
chưa? Xoài mãi mới xoài được. À thôi. Let go và tiếp tục các bạn sẽ lên trên tầng 2 để tìm kiếm tiếp, ok? Và tôi cần tiếp theo Slenderia rồi sau là chị. Sẽ phải đi xung quanh để tìm kiếm tất cả những quyển sách trong tất cả mặt.
Ở trong này thì sẽ có ba con quái vật, đó chính là Slenderina, Granny và đứa con của Slenderina. Cũng rất là nguy hiểm các bạn ơi, cho nên các bạn sẽ phải cẩn thận khi đi đua. Và nếu có gặp thì các bạn phải chạy thật nhanh, nếu không thì các bạn sẽ bị hy sinh ngay. Đó, cứ thế và các bạn sẽ đi xung quanh để tìm kiếm tất cả là tám con sắt. Rồi và mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Let's go.